Việt Nam tự hào có cây ATM gạo, tự hào có ATM sách và giờ thì chúng ta có một ngân hàng gạo tình nghĩa quý vị ạ. 130 tấn gạo tương đương với 26.000 bao gạo với mức kinh phí hỗ trợ gần 2 tỷ đồng đã và sẽ được phát tới những người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây là hoạt động thiết thực mà ngân hàng gạo tình nghĩa đang triển khai tại nhiều điểm phát gạo trên toàn quốc. Và hãy cùng chúng tôi đến một điểm phát gạo tại Hưng Yên để chứng kiến niềm vui của bà con. Buổi sáng ngày hè đầu tháng 5, chiếc xe chở 500 bao gạo đã đến từ rất sớm. Hội trường Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ngày hôm nay được dùng làm nơi phát gạo. Rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang cho bà con là những thủ tục không thể thiếu ở thời điểm này. Đa số người dân đến nhận gạo là người trung niên, cao tuổi. Chúng tôi cũng cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy được cái sự khó khăn của bà con, người dân lao động, những cái hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng cũng rất là nặng nề bởi dịch Covid. Thì mỗi cái túi gạo thì mặc dù nó chỉ là 5kg thôi nhưng mà chúng tôi cũng hy vọng là đó là những cái tình cảm và sẽ góp phần và chia sẻ cho bà con khi mà gặp phải những cái ảnh hưởng về cái khó khăn của dịch Covid lần này. Thấy phấn khởi, rồi để đây cho nó lại cho dễ, không người tài yếu. Tôi vừa đến lấy được ngay đấy. Vâng, tôi xin đây thì mang, tôi mang về. Cháu ơi, bà bê gạo có nặng không? Vừa cháu ạ, không nặng mấy rồi. Đi làm quen rồi cháu ạ. Bác vừa ở ngoài đồng về, bác nhận gạo thì bác cũng thấy là nhà nước cho cái là quan tâm đến người già chúng tôi, chứ rất phấn khởi. Đây chỉ là một trong hơn 50 điểm phát gạo trên toàn quốc đã được chương trình Ngân hàng Gạo Nghĩa Tình do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam tổ chức triển khai với thông điệp không ai bị bỏ lại phía sau. Cùng nhau chúng ta sẽ chiến thắng. Mỗi túi gạo được trao đi đều mang đến sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn,